Cái điểm ấn tượng đầu tiên về cái MacBook 14 inch 2 hay 16 inch 2 đó là cái màn hình của nó. Trước tiên cái màn hình của nó có cái tỷ lệ vuông hơn khoảng chừng 32 so với lại 16 10 hiện nay, thì như vậy anh em thấy rằng là cái tổng diện tích hiển thị của nó sẽ to hơn. Và bởi vì màn hình nó vuông hơn, do đó là khi chúng ta lướt nội dung trên web hay là trên Facebook hay là trên những cái app dọc như vậy thì nó mang lại cái giá trị sử dụng tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Tiếp theo cái màn hình đó là cái màn hình mini LED, nó có cái độ sáng là 1000 nit ở cái mức sáng bình thường và có thể pick lên tới 1600 nit. Nếu mà so với lại những cái màn hình laptop hiện nay nó chỉ khoảng chừng 500 nit, 350 nit hay 400 nit ấy, thì nó sáng hơn rất là nhiều. Cái độ phân giải của nó bây giờ cũng cao hơn ha, đạt hơn 250 PPI, như vậy là nó mịn hơn so với lại những cái laptop Retina bây giờ của Apple và bỏ xa những cái laptop khác. Cái tốc độ lầm tư của màn hình là 120Hz và Apple gọi là ProMotion. Nó sẽ tự động nó chạy từ thấp tới cao tùy cái nội dung, tùy cái app mà anh em sử dụng. Em cũng có thể chỉnh fix được cái tốc độ lầm tư nhưng mà nó ở khoảng 60Hz, 50 mấy Hz, 40 mấy Hz gì đó. Thì đó là về màn hình, cái ảnh hưởng lớn nhất đến cái trải nghiệm của anh em với một cái máy tính xách tay. Tiếp theo là về cái nền tảng phần cứng thì chúng ta sẽ có chip M1 Pro hoặc là M1 Max. Anh có thể lựa chọn một trong hai cái chip đó cho cả cái laptop 14 inch và laptop 16 inch. Những cái máy M1 thôi thì nó đã vượt trội rất là nhiều so với lại những cái máy tính chạy chip khác, và bây giờ với M1 Pro và M1 Max thì nó còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta có những cái hệ thống đi kèm như là RAM có thể lựa chọn 16GB, 32GB, 64GB, SSD có thể lựa chọn đến 8T và tốc độ tới hơn 7GB trên giây, rất là mạnh mẽ. Nói chung là về hiệu năng thì anh em không cần phải lo lắng nhiều. M1 thôi thì nó đã rất là mạnh mẽ rồi. Và bây giờ M1 Pro với M1 Max thì nó hơn rất là nhiều lần nữa. Và nó không chỉ hiệu năng cao và nó còn sử dụng pin hiệu quả. Tức là cái máy nó vẫn duy trì được pin rất là lâu, tới 21 tiếng cho bản nhiều nhất, nhưng mà nó vẫn đạt được hiệu quả cao. Tiếp theo là cổng kết nối, chúng ta sẽ có 3 cổng Thunderbolt 4, một cổng HDMI, một khe thẻ SD và có cổng sạc MagSafe 3. Thì cổng sạc MagSafe 3 đó nó sẽ có một đầu MagSafe gắn vào MacBook và đầu còn lại là đầu USB-C. Và đầu USB-C đó nó sẽ cắm vào cái củ sạc sẽ là 140W. Chúng ta có thể sạc nhanh 30 phút để được 50% pin. Cuối cùng là chúng ta sẽ không còn cái Touchbar nữa. Cái camera phía trước sẽ là Full HD và cái cảm biến nó lớn hơn, do đó nó thu được ánh sáng tốt hơn và nó sẽ có những cái tính năng như là Central State vậy. Về mic thì chúng ta sẽ có hệ thống 3 mic dạng Array Audio, như vậy nó sẽ ghi âm tốt hơn. Tức là chúng ta sẽ có camera đẹp hơn, chúng ta sẽ có mic tốt hơn, như vậy đã phục vụ cái việc học hay là họp online tốt hơn. Về loa thì bây giờ nó sẽ có loa chép riêng, loa bass riêng và hứa hẹn là mang lại cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Apple nói rằng là sẽ có hơn 80% cái âm thanh trầm tốt hơn. Về giá thì cái phiên bản 14 inch thì giá bắt đầu là 2.000, và nếu mà anh em lựa Max Option đó, thì nó sẽ lên cái giá là 5.900. Và chúng ta sẽ có SSD 8GB, 64GB RAM, GPU là 32GB. Còn đối với phiên bản 16 inch thì chúng ta sẽ có cái giá khởi điểm là 2.500 và Max Option là 6.100. Rồi, xin cảm ơn anh em.